Trên thế giới có những nơi phải hứng chịu một sức nóng vô cùng đáng sợ ngoài sức tưởng tượng của con người. Nơi này, con người và vi khuẩn chung sống với nhau ở một mức độ cực hạn. Ở nơi này, mức nhiệt nhiều đến nỗi ban ngày lên đến 55 độ C, ban đêm thì nhiệt độ trở nên giá buốt. Bạn đã tò mò chưa? Hãy cùng VGT tìm hiểu nơi nào trên trái đất có mức nhiệt đáng sợ nhất nhé! Thung lũng chết California, Mỹ. Thung lũng chết California, Mỹ được ghi nhận kỷ lục là nơi nóng nhất năm 2019 với nhiệt độ lên tới 47 độ C. Vào năm 1913, nhiệt độ ở đây cao ở mức 56,7 độ C. Thung lũng này có những điều bí ẩn cho đến nay giới khoa học vẫn chưa thể lý giải được. Đây cũng là một trong những địa điểm khô hạn và khắc nghiệt nhất tại xứ sở cờ hoa. Tuy sở hữu cái nóng cháy da cháy thịt, vùng đất này vẫn có khoảng 300 người sinh sống. Ngoài ra, thung lũng chết còn là một địa điểm du lịch hút khách nhờ quang cảnh thiên nhiên biến đổi kỳ ảo và những màn hồi sinh bất ngờ của hệ thực vật nơi đây khi có mưa. Thung lũng chết dài và hẹp nằm giữa hai bang California và Nevada của Mỹ, có cao độ thấp nhất Bắc Mỹ, trung bình khoảng 86 mét dưới mực nước biển, tổng diện tích khoảng 1.400 km vuông. Thung lũng chết có điều kiện tự nhiên rất khắc nghiệt, nhiệt độ mùa hè thường trên 49 độ C, mùa đông dưới 0 độ C. Lượng mưa trong thung lũng rất thấp, trung bình hàng năm khoảng 42mm. Năm 1849, một đoàn người đi tìm vàng trong khi cố gắng tìm con đường tắt đã đi lạc vào thung lũng này và bị mất phương hướng. Họ đã phải trải qua đói khát, bị ánh nắng mặt trời gay gắt thiêu đốt và bị tấn công bởi các loài côn trùng, sâu bọ như rắn và bọ cạp. Chịu nhiều khổ ải, có người vùi xác dưới đáy vực, có người bị chết vì đói, vì rắn độc cắn. Mãi đến tháng 1 năm 1850 mới có một thành viên trong đoàn trốn thoát ra. Năm 1941, một đoàn điều tra của Mỹ do mất phương hướng cũng lạc vào đây và không một ai sống sót. Năm 1949, một đoàn thám hiểm khác thâm nhập vào thung lũng và chết vì một sức mạnh thần bí. Một vài người chạy thoát nhưng chẳng bao lâu họ cũng chết một cách khó hiểu. Từ đó đến nay, địa phận thung lũng này được gọi tên là thung lũng chết. Thực vật trong thung lũng chết rất ít, ven đầm ao có một số loài cỏ như cỏ bấc. Động vật cũng chỉ có thỏ rừng, chuột, cáo, chó sói và sơn dương. Ở thung lũng hoang vu vừa khô vừa nóng này, sự sinh tồn của con người và động vật rất khó khăn. Trong lòng thung lũng hoang tàn, nhưng cảnh sắc quanh nó lại hoàn toàn khác biệt. Phía tây thung lũng là chân núi phía đông dãy Nevada. Ở vùng tiếp giáp, có nhiều khe núi dọc ngang và những cây cột bằng đá mọc lởm chởm. Dưới ánh trăng mờ, cảnh tượng khu vực này âm u đáng sợ, nhưng dưới ánh nắng mặt trời lại toát lộ vẻ đẹp rực rỡ, trở thành nơi có sức hấp dẫn khách du lịch nhất của thung lũng. Được mệnh danh là cái đĩa điều sắc của các họa sĩ. Năm 1933, Mỹ xây dựng ở đây một công viên quốc gia và trở thành nơi nghỉ đông chống rét. Một trong những bí hiểm của thung lũng chết là sự dịch chuyển của những tảng đá và vệt đường đi của chúng trên cát, dù không phải do áp lực của mưa, gió hay dòng nước. Nhà khoa học NASA Brian Jackson đã cho rằng điều bí ẩn này khiến người ta liên tưởng tới nơi đây giống như một hành tinh khác. Cứ hơn một tháng, những hòn đá này lại di chuyển được khoảng 100 mét. Không ai lý giải được tại sao những hòn đá này lại có thể di chuyển được. Sau những trận bão lớn, nước thường tập trung trên bề mặt những hòn đá kỳ lạ này. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ để giải thích cho sự di chuyển bí ẩn của chúng. Đường di chuyển của những hòn đá này không theo một quy tắc nào. Azizia, Libya. Thủ phủ cũ của quận Zafara, miền Tây Bắc Libya, từng được ghi nhận là nơi nóng nhất trái đất với nhiệt độ 58 độ C vào năm 1922. Azizia nằm ở phía Tây Bắc Libya, thủ phủ cũ của quận Zafara, từng được ghi nhận là một trong những nơi nóng nhất thế giới có người sinh sống, cách thủ đô Tripoli 41 km. Nơi đây là trung tâm thương mại quan trọng của thảo nguyên Sahel-Zephe. Năm 2006, dân số ở đây là gần 24.000 người. Mức nhiệt độ tại Libya đã được ghi nhận vào ngày 13 tháng 9 năm 1922 tại một căn cứ quân sự của Ý. Tuy nhiên, danh hiệu này bị thu hồi vào năm 2012 khi các nhà khí tượng học tuyên bố rằng kết quả đo đạc này không chuẩn xác vì nhiều lý do. Hiện tại, thị trấn có hơn 20.000 dân này vẫn thường xuyên hứng chịu nền nhiệt hơn 48 độ C trong mùa hè. Họ chủ yếu sống theo hình thức du mục. Libya vẫn là một chảo lửa thực sự. Dalo, Ethiopia.
Vùng đất này chứa rất nhiều những mỏ muối, suối nước nóng chứa axit và suối phun. Dalo là miệng núi lửa ở phần đất lún Denakin thuộc Ethiopia, hình thành trong một vụ phun trào nước ngầm năm 1926. Những miệng núi lửa ở đây phun ra nước biển và loại khói độc hại cùng sự kết hợp của muối, lưu huỳnh, oxit sắt với nhiệt độ hàng ngày lên đến 40 độ C khiến khung cảnh nơi đây như được cắt ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng. Dalo được mệnh danh là núi lửa trên cạn thấp nhất thế giới, thấp hơn mực nước biển khoảng 48 mét. Vùng đất này đầy những ao hồ và suối nước nóng rực rỡ màu sắc do ảnh hưởng của hợp chất muối kali. Khi mạch nước ngầm chảy sâu xuống lòng đất, chúng gặp nhiệt độ cao và chuyển thành dạng hơi. Đến lúc áp suất lên tới đỉnh điểm thì tạo ra một vụ nổ và hình thành miệng núi lửa. Dalo là một trong những vùng đất có nhiệt độ cao nhất mà con người còn sinh sống trên trái đất. Trái với tưởng tượng của nhiều người, vùng đất này vẫn có hơn 83.000 người dân số sinh sống. Và ngành công nghiệp khai thác mỏ ở đây rất phát triển, mang lại một nguồn tiền khổng lồ cho cư dân nơi đây. Timbuktu, Mali. Timbuktu nằm ở rìa sa mạc Sahara, cách sông Niger 20 km về phía bắc, thuộc quốc gia Mali. Nơi đây chứa đựng những điều thần bí, từng là trung tâm kiến thức của thế giới Hồi giáo, nơi truyền bá tri thức khắp châu Phi trong thế kỷ 15 và 16. Tuy nhiên, nơi này giờ đã trở thành một thành phố cổ bị lãng quên với những câu chuyện quá khứ dài bất tận. Thành phố nằm ở rìa phía nam của Sahara này còn nóng hơn vào mùa đông với nhiệt độ trung bình là 30 độ C vào tháng 1. Nhiệt độ cao nhất được ghi nhận ở đây là 49 độ C. Với điều kiện địa lý khắc nghiệt là khí hậu khô và luôn phải chịu các cơn gió cát sa mạc, Timbuktu luôn ở trong tình trạng hư hại. Từ quá khứ cho đến nay, con người luôn phải ra sức bảo vệ nó. Năm 1996, Timbuktu đã được đưa vào danh sách các di sản thế giới cần phải bảo tồn. Wadi Halfa, Sudan. Wadi Halfa, Sudan. Wadi có nghĩa là thung lũng trong tiếng Ả Rập và thung lũng khô khan này nằm ở Bắc Sudan. Thành phố nóng nực này nằm bên bờ hồ Nubia, gần như không có mưa suốt năm. Trong những tháng hè, nhiệt độ trung bình vào khoảng 42,2 độ C, có thể lên tới 53 độ C, không khí vô cùng nóng bức, ngột ngạt. Dù khí hậu không thuận lợi, Wadi Halfa vẫn là một trung tâm thương mại quan trọng, là cầu nối của tuyến đường thủy và đường sắt giữa Ai Cập và Sudan. Kabylie, Tunisia. Rất gần với thành phố cổ Gadames là Kabylie. Đây chính là ốc đảo du lịch hấp dẫn đối với người dân Bắc Phi. Ốc đảo này nằm ở phía nam Tunisia, được xem là nơi nóng thứ tư trên thế giới, với nhiệt độ ngày nóng nhất ghi lại được là 55 độ C. Thị trấn sa mạc này nổi tiếng với những cây trà là chất lượng cao, một loại cây cực kỳ phổ biến tại châu Phi và Trung Quốc. Trà là chịu được nhiệt độ trung bình lên đến 40 độ C vào mùa hè. Mùa đông tại Kabylie thì lạnh lẽo, nhưng lại là một trong những thành phố đầu tiên có người sinh sống ở Tunisia, và hiện là nơi trú ngụ của khoảng 18.000 người. Bên cạnh đó, cảnh quan Kabylie nhờ có hồ nước và những cây cọ lớn nên được đầu tư phát triển du lịch hiện đại. Queensland Outback, Australia. Queensland Outback là một vùng đất khô cằn, nứt nẻ, xa xôi ở phía đông bắc Australia. Nơi đây cằn cỗi không thua kém gì sa mạc Lut, thậm chí có những thời điểm nhiệt độ còn vượt mặt điểm nóng nhất thế giới. Năm 2003, nhiệt độ tại Queensland cao đỉnh điểm là 69,5 độ C. Nhiệt độ khắc nghiệt khiến nơi đây và những khu vực lân cận gần như không có sự sống. Tepan, Trung Quốc. Tepan nằm giữa sa mạc Talamakan thuộc địa phận Tân Cương, địa đầu phía Tây Trung Quốc. Mùa hè ở đây dài lê thê, nhiệt độ trung bình luôn vào khoảng 39 độ C, khi nóng nhất, nhiệt độ lên tới 66,7 độ C. Dù khí hậu khắc nghiệt, hàng ngàn người dân Trung Quốc vẫn sinh sống và trồng trọt tại ốc đảo này. Một điểm độc đáo là nhiều người dân ở đây có thói quen vùi chân tay xuống cát bởi họ xem đó là phương pháp trị bệnh hiệu quả. Phần lớn những địa điểm nóng nhất thì nằm gần sa mạc hoặc là gần xích đạo. Một vài nơi thì có nhiệt độ cao kỷ lục chỉ tại một thời điểm nhất định, nên dù nắng nóng thì vẫn có người ở. Có một nơi khác thì quanh năm nắng nóng nên bị xem là vùng đất chết. Xem xong video này chắc hẳn bạn thấy vô cùng hạnh phúc khi mình đang sống ở Việt Nam đúng không nào? Một nơi mà có khí hậu và thời tiết không quá khắc nghiệt. Các bạn đang xem video trên VGT, đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé!